Ngày 6 tháng 11, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội quản lý thị trường số 5 đã thực hiện tiêu hủy hơn 1.900 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm có tổng giá trị hơn 260 triệu đồng. Cụ thể, tại chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tiêu hủy hàng hóa đối với hơn 1.900 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm. Hàng hóa vi phạm trong đợt tiêu hủy này là quần áo, vải, giày dép, ốp lưng điện thoại di động, túi nhựa các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn sử dụng và hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Nike, Hermes, Louis Vuitton, Burberry, Dior. Toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường, có sự giám sát chặt chẽ của Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng phối hợp đúng theo quy định. Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cao Bằng vừa thu giữ 115kg giun đất đã sấy khô, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngày 2 tháng 11, tại tổ 4, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Đội Quản lý Thị trường số 1 thực hiện công tác nắm tình hình địa bàn phát hiện xe ô tô 4 chỗ, biển kiểm soát 11A03 đang dừng đỗ để trả hàng. Tổ công tác của Đội Quản lý Thị trường số 1 đã yêu cầu người điều khiển phương tiện và hàng hóa về trụ sở đội để tiến hành khám phương tiện theo thủ tục hành chính. Tại thời điểm khám phương tiện, vận tải trên ô tô 11A03 có vận chuyển 3 bao tải dứa giun đất sấy khô có tổng trọng lượng 115 cân đã mốc và bốc mùi hôi thối. Trên bao bì không có thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, không có tài liệu kèm theo hoặc bất kỳ thông tin nào khác được thể hiện trên bao bì. Đội quản lý số 1 tạm thời giữ phương tiện và hàng hóa để xác minh làm rõ chủ sở hữu để xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thu Đông, địa chỉ thôn Tân Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 3 tháng 11, tại khu xử lý rác thải Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Đội Quản lý Thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường Tuyên Quang đã tổ chức giám sát tiêu hủy lô hàng gần 10.000 đơn vị sản phẩm trị giá gần 600 triệu đồng là quần áo may sẵn các loại, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm. Toàn bộ hàng hóa tiêu hủy là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Tham gia buổi giám sát tiêu hủy có sự tham gia của các đơn vị Cục Quản lý Thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang. Toàn bộ số hàng hóa được Công ty Vệ sinh Môi trường Đô thị tỉnh Tuyên Quang xử lý theo quy trình tại khu xử lý rác thải, vừa đảm bảo mất tính năng công dụng của hàng hóa vi phạm, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Sáng 5 tháng 11, Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành các bước thủ tục khám phương tiện, đồ vật đối với xe ô tô tải chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện vào tối qua. Quá trình tổ chức khám phương tiện, đồ vật đối với xe ô tô tải biển kiểm soát 47H00337 của lực lượng chức năng cho thấy trên thùng ô tô chở đầy hàng hóa với nhiều chủng loại khác nhau. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe và phụ xe không cung cấp được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa và tỏ thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng. Kết quả kiểm tra sơ bộ, Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum ghi nhận trên thùng xe tải chở hàng trăm kiện hàng với nhiều loại hàng hóa khác nhau như chất tẩy rửa, bánh kẹo, thuốc trừ sâu, đồ gia dụng, đồ điện tử, thiết bị vệ sinh gia đình. Chiều ngày 2 tháng 11 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC, Đội Quản lý Thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Bình đã giám sát tiêu hủy hơn 3 tấn thịt lợn biến đổi màu sắc và bốc mùi, ôi thiêu. Trước đó, vào sáng ngày 1 tháng 11, Đội Quản lý Thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Bình chủ trì phối hợp với Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa Lân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt lợn đã biến đổi màu sắc và bốc mùi ôi thiêu, không đảm bảo vệ sinh, thú y và an toàn thực phẩm, được vận chuyển trên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 17C13493 đang trong quá trình đi tiêu thụ. Chiều ngày 2 tháng 11, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã giám sát tiêu hủy 3.222 cân thịt lợn đã biến đổi màu sắc và bốc mùi ôi thiêu bằng hình thức đốt hủy trực tiếp trong lò đốt ở nhiệt độ cao. Toàn bộ quá trình tiêu hủy được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng, đồng thời đảm bảo đúng quy trình, quy định và vệ sinh môi trường.